Xin gửi đến tất cả các anh em một video gồm có 10 sản phẩm. Và những chiếc đồng hồ này là những chiếc đồng hồ rất là giá trị. Và anh em nào muốn mua hàng thì hãy nhanh tay gọi điện số điện thoại em để ở phía bên phải màn hình video để nhanh nhất chốt được những chiếc đồng hồ này. Và để không làm mất thời gian của tất cả các anh em thì sau đây em sẽ vào miêu tả chi tiết cụ thể từng chiếc đồng hồ một và giá để tất cả các anh em cùng tham khảo. Và chiếc đồng hồ đầu tiên đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Bulova. Chiếc đồng hồ này cực kỳ là độc đáo anh em ạ, độ mới còn hoàn hảo và nó được sản xuất vào những năm 1958 đến 1960 với một cái dial thiết kế rất là cổ điển và thanh lịch. Chiếc Bulova này là một trong những cái chiếc đồng hồ đẹp nhất trong video ngày hôm nay. Trước mắt anh em là một chiếc Bulova với khung vỏ bọc vàng toàn thân, chạy với bộ máy cơ cót lên dây, và chiếc đồng hồ này zin nguyên bản anh em nhá. Một cái dial thiết kế mặt đen bao công zin, trải tia bắt sáng cực kỳ tốt và nó làm một cái ánh nó khía và nó bắt sáng cực kỳ tốt, anh em cùng chiêm ngưỡng trên mặt màn hình. Và núm zin có logo chữ Bulova mỏng dính anh em ạ. Từng góc cạnh còn rất là đẹp. Nó phải hơn 60 năm rồi mà tất tổng thể nó duy nguyên bản anh em nhé. Và đây anh em cùng chiêm ngưỡng cái đáy. Đáy thì có chuyện khắc những cái thông số. Và đây là một cái phiên bản kỷ niệm dành cho anh em mua biếu tặng cái thời điểm đấy. Và dây cũng là một sợi dây da tây nguyên duy nguyên bản từ bên ngoài về. Đấy, cực kỳ là hiếm, bởi vì những cái dòng Bulova mà một cái nền mặt thiết kế độc đáo như thế này thì phải nói là rất là khó kiếm tại thị trường Việt Nam mình. Chạy với cơ chế cơ con lên dây 23 chân kính anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này thì có size mặt là size 35mm, chuẩn size vintage xưa anh em nhé. Bulova với một cái nền mặt. Đấy, em quay cận cảnh cái nền mặt. Và độc đáo hơn cả là bốn chân càng của nó làm phá cách, rất là điệu anh em ạ. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem một siêu phẩm trong video ngày hôm nay, Bulova. Và chiếc đồng hồ này anh em mua sưu tầm, mua cho biếu tặng cũng cực kỳ hợp lý. Và giá em đang giao lưu là 5.900.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ thứ hai cho video ngày hôm nay là một trong những cái chiếc đồng hồ thương hiệu rất là lớn, top 7 thế giới, mang thương hiệu Bucherer đến từ Thụy Sĩ anh em ạ. Và chiếc Bucherer này là một trong những phiên bản kim rốn độc đáo với cái thông số kỹ thuật cơ bản như sau. Nhất, khung vỏ được bọc vàng 18K anh em nhé. Và chạy với cơ chế cơ cót lên dây, được sản xuất vào những năm 1960. Chiếc Bucherer này các cặp số học trò rất là cổ điển, tinh tế với bộ kim rốn 2,5 kim rất là cổ điển, được bọc vàng hồng và đáy được bọc vàng và có dòng chữ CT18750. Đây là một cái thông số của ký hiệu vàng 18K, được bọc vàng này rất là dày dặn anh em ạ. Chiếc Bulova này thì cực kỳ tuyệt vời, nó được kết hợp với một sợi dây nguyên bản dây tây màu đỏ, rất là vintage và rất là sang trọng anh em ạ. Em quay cận cảnh để tất cả các anh em cùng xem chiếc Bucherer. Cũng lâu lắm rồi em mới về được một chiếc Bucherer đẹp như thế này. Và chiếc Bucherer này thì có một cái size mặt là size 34, chuẩn size vintage xưa anh em nhé. 34mm. Và nó mỏng độ khoảng 9mm. Cực kỳ lên tay, cực kỳ sang trọng. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Chiếc đồng hồ này giá cũng rất là hợp lý cho anh em đang muốn sưu tầm một chiếc Bucherer. Giá 5.600.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ thứ 3 trong video ngày hôm nay đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Nevada. Cái thương hiệu Nevada này cực kỳ nổi tiếng của Thụy Sĩ anh em ạ. Và một cái dial thiết kế dáng tanh cực kỳ là tuyệt vời. Nevada với cái thông số kỹ thuật cơ bản như sau. Nhất là khung vỏ được bọc vàng, đáy được làm từ thép. Và chiếc Nevada này thì có một cái thiết kế với bộ vòng benzen cushion cực kỳ nổi bật. Và một cái dial này mặt vàng mỡ gà zin, các cọc số nổi. Và có một lịch ở vị trí 4,5 giờ, tiện lợi, sang trọng. Đấy, núm zin có logo chữ N, biểu tượng đặc trưng của thương hiệu Nevada này. Đáy được làm từ thép còn mới zin,
chưa có một cái nét thời gian nào, và em kết hợp với một sợi dây da lắc kê vàng cực kỳ đẹp nên tay sang trọng. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái size mặt là size 27 nhân với lại 35 mm, phong dáng tròn nó khoảng 34 đến 34.5 mm nên tay cực kỳ sang trọng. Đấy. Anh em cùng chiêm ngưỡng tổng thể chiếc Nevada này. Đấy, độ mỏng nó khoảng 11 mm. Rất là cổ điển và vintage. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Đấy, anh em thấy không? Lộng lẫy trên cái nền tay. Và phải nói là phong cách cổ điển, sang trọng, tuyệt vời. Và chiếc đồng hồ này em đang giao lưu là 5.700.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ thứ tư trong video ngày hôm nay đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ, mang thương hiệu cũng rất là nổi tiếng, mang thương hiệu Magic anh em ạ. Một trong những cái thiết kế anh em thấy không, bốn chân càng nhìn nó rất là độc đáo, một cái niềng benzen niềng khía. Và chiếc Magic này chạy với cơ chế cơ con lên dây, được sản xuất vào những năm 1960, khung vỏ bọc vàng, đáy được làm từ thép không gỉ. Chiếc Magic này thì có một cái dial nền mặt trắng zin, trải tia bắt sáng rất là tốt, và khung vỏ bọc vàng còn mới, cũng chưa có cái vết bong chóc gì cả anh em ạ. Đáy được làm từ thép không gỉ và có triện những cái thông số kỹ thuật của chiếc Magic này, cực kỳ mỏng anh em nhé, nên tay rất là vintage. Những dây là dây tây nguyên zin từ bên ngoài về. Và chiếc đồng hồ này thì có cái size mặt là size 34, chuẩn size vintage xưa anh em nhé. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Magic ở thị trường Việt Nam mình cực kỳ ít cái thương hiệu này anh em ạ. Và em đang giao lưu là 4.500.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ thứ 5 trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Bulova. Và chiếc đồng hồ này dáng tanh cực kỳ là cổ điển, thanh lịch, size lại to nữa anh em ạ. Với một cái thiết kế niềng benzen cực kỳ độc đáo, chiếc Bulova này được thiết kế chạy với cơ chế tự động có hỗ trợ có tay anh em ạ. Và một cái dial nền mặt trắng zin nguyên bản anh em nhá. Các cọc số nổi và có một cái đường băng ở vị trí 9, từ 3 giờ sang vị trí 9 giờ có một vị trí lịch. Và chiếc Bulova này bọc vàng toàn thân anh em nhá. Đáy được làm từ thép không gỉ, núm zin có logo chữ B và cực kỳ là hiếm, bởi vì đây cũng là một cái phiên bản kỷ niệm. Những cái chiếc đồng hồ mà những cái phiên bản kỷ niệm ấy cực kỳ là giá trị, và giá chiếc đồng hồ này cực kỳ là hợp lý để tất cả các anh em mua sưu tầm. Đấy. Size mặt là size 34, phong dáng vuông nên tay nó phải tầm 37, phong dáng tròn anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này em đang giao lưu là 3.900.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ thứ 6 trong video ngày hôm nay đến từ thương hiệu Nhật Bản, là một chiếc Senko 5 Aster. Và chiếc đồng hồ này phải nói là một cái nền mặt xanh cực kỳ là sâu và đẹp. Anh em nào mệnh thủy thì nên sở hữu chiếc Senko này, giá cực kỳ là hợp lý và zin 100% anh em nhé. Tội gì anh em mình phải chơi đồng hồ đời mới, thì trong khi đó những cái chiếc đồng hồ cổ còn đẹp và giá cực kỳ là hợp lý như này. Zin 100% dây khóa và tổng thể anh em cùng chiêm ngưỡng. Đấy, triện những cái thông số kỹ thuật của chiếc Senko 5 Actus này, một cái nền mặt zin nhìn đẹp không anh em, sâu thẳm, các cọc số nổi và có 2 viên lịch ở vị trí 3 giờ, size 37 mm, mỏng 11 mm, lên tay cực kỳ ôm tay. Chiếc đồng hồ này thì lên tay anh em thấy không, rất là khỏe khoắn, và đeo những cái chiếc này anh em làm việc ngoài trời cũng cực kỳ ok, giá là 2.600.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ thứ 7 trong video ngày hôm nay đến từ nước Nga, mang thương hiệu Shimoda. Chiếc đồng hồ này cực kỳ là đẹp. Chiếc Senkoda này với một cái dial tròn này,
thiết kế với bộ máy cửa con lên dây, được sản xuất vào những năm 1960, khung vỏ bọc vàng O10, đáy được làm từ thép. Xe Skoda với cái nền mặt vàng, mỡ gà vàng au nhìn cực kỳ là lộng lẫy anh em ạ. Các cọc số sơn la mã cổ điển, bộ kim anh em thấy không? Cực kỳ là đẹp và mới. Đáy được làm từ thép không gỉ, sáng bóng. Và chiếc Skoda này thì có giá cực kỳ hợp lý. Em quay cận cảnh để tất cả các anh em cùng xem riêng nguyên bản. Nó được kết hợp với một sợi dây da bò đen tôn lên cái vẻ mặt vàng mỡ gà sang trọng. Size mặt là size chuẩn 34mm, cực kỳ là vừa vặn nam tính. Cái nước vàng mỡ gà phải nói sang trọng cực kỳ luôn anh em ạ. Nó mỏng khoảng 10mm. Và chiếc Skoda này thì em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Giá em đang giao niêm là 3 triệu đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ thứ 8 trong video ngày hôm nay là một trong những cái thương hiệu nổi tiếng của Thụy Sĩ, mang thương hiệu Fairfax. Chiếc Fairfax này có một cái nền mặt trắng phát sáng 3D cực kỳ tuyệt vời. Và chiếc đồng hồ này được sản xuất vào những năm 1960, khung vỏ được bọc vàng, đáy được làm từ thép, với một cái thiết kế benzen khía bông nhìn cực kỳ là hút mắt. Và cái nền mặt trắng zin, có trục tung hoành cổ điển và có một cái lịch ở vị trí 3 giờ tiện lợi cho anh em đeo và sử dụng anh em nhé. Giá cực kỳ là hợp lý. Đáy được làm từ thép không gỉ, còn mới kính cong anh em ạ. Và chiếc Fairfax này thì kết hợp với một sợi dây da tây cổ điển thanh lịch. Size mặt của chiếc đồng hồ này là size chuẩn 34mm, chuẩn size vintage xưa anh em nhé. Lên tay cực kỳ là sang trọng, giá cũng cực kỳ hợp lý. Và sưu tầm những chiếc đồng hồ này, anh em chơi diện quần âu áo sơ mi cực kỳ là nam tính. Và chiếc đồng hồ này em đang giao niêm là 4.500.000 đồng. Và chiếc đồng hồ thứ 9 trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Enika đến từ Thụy Sĩ anh em nhé. Bản này là bản Enika cá heo, tự động, được sản xuất vào những năm 1960. Zin mộc nguyên bản, size 35mm anh em ạ. Enika đĩa bay, các cọc số nổi, có một vị trí lịch góc 3 giờ. Nước mặt trắng zin nguyên bản, bọc vàng toàn thân. Và chiếc Enika này cũng khá là hiếm đấy anh em ạ. Giá cực kỳ là hợp lý cho anh em chơi sưu tầm, chạy với cơ chế tự động, chạy rất là chuẩn anh em nhé. Với cỗ máy vàng, rất là đẹp. Nó được kết hợp với một sợi dây da đen nguyên bản. Và size mặt cũng cơ bản là rất là lớn, size 35mm, chuẩn size vintage xưa. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Chiếc Enika này thì em đang giao niêm là 3.900.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ cuối cùng trong video ngày hôm nay em gửi đến tất cả các anh em, đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Vua Mắc. Chiếc Vua Mắc này thì chạy với cơ chế cơ con lên dây, khung vỏ bọc vàng. Và chiếc đồng hồ này độ mới phải tầm 98-99%, cực kỳ là sang trọng. Vua Mắc với một cái thiết kế cực kỳ là tinh tế, cổ điển. Và chiếc Vua Mắc này thì ở thị trường Việt Nam mình cực kỳ ít có những cái thương hiệu này. Đấy, sang trọng, tinh tế, đáy được làm từ thép không gỉ, còn mới kính cong anh em nhé. Nguyên zin nguyên bản. Chiếc đồng hồ này lên tay cực kỳ là thanh lịch. Nó được kết hợp với một sợi dây da bò xanh, màu này cực hiếm anh em ạ. Lên tay phải nói là cổ điển sang trọng. Size mặt là size 34, chuẩn size vintage xưa anh em nhé. Và anh em nào mà chưa có những cái chiếc đồng hồ Vua Mắc này trong bộ sưu tập thì anh nhanh tay sở hữu. Giá cũng cực kỳ là hợp lý. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Chính hãng đồng hồ Thụy Sĩ, giá 5.800.000 đồng anh em nhé. Và vừa rồi em có gửi đến tất cả các anh em một video gồm có 10 chiếc đồng hồ vintage xưa, cực kỳ là hiếm và giá cũng rất là hợp lý để tất cả các anh em chơi và sưu tầm. Và anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì hãy đăng ký để ủng hộ, mỗi khi em ra video mới thì tất cả các anh em đều xem và cùng biết được những cái mẫu đồng hồ mới.